Tứ Bối Lạc, mời ngài dùng trà. Tôi biết ngài và Mộ Tuyết có hiểu lầm nhau, lẽ ra định lấy chuyện nắm bảy màu quá giải dùm cho hai người. Ơi, nhưng không ngờ ngay cả thái y viện cũng không có. Ngay cả thái y viện cũng tìm không được, còn có thể tìm ở đâu? Nắm bảy màu, nhiều năm trước ta cũng từng tìm được một cây ở Hoàng Lăng phía đông đó, nhưng mà còn lại rất ít, không đủ làm thuốc. Thật ra loại nấm này rất giống dân sâm, mọc sâu ở trong mặt đất, mắt thường rất khó phát hiện. Nếu nhờ người có khứu giác vô cùng nhạy bén mới có cơ hội tìm được. Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ dẫn vài con chó săn ở trong cung đến Hoàng Lăng phía đông tìm. Nếu chó săn có thể dễ dàng tìm thấy thì nấm bảy màu không quý hiếm như vậy rồi. Ngay cả chó săn mà cũng tìm không được, vậy còn cách nào nữa chứ? Vẫn còn cách mà. Muốn tìm được nấm bảy màu thì trước tiên phải tìm được một người có khứu giác còn nhạy hơn cả chó săn nữa. Là ai? Ngài cũng quen. Hả? Cao Thiên Bảo. Hắn? Nô tài Cao Thiên Bảo phụng chỉ Tứ Bối Lạc xuất cung hầu mệnh, có chuyện gì xin Bối Lạc cứ dặn dò. Ta đang xem sử ký chuyện Liêm Pha và Lạng Thương Như. Nếu như tứ gia muốn tìm người cùng đọc sách thì có thể tới Hàng Lâm Viện, nô tài chỉ biết nấu nướng mà thôi. Chuyện Liêm Pha và Lạng Thương Như là một điển cố. Chịu đòn nhận tội. Ngài cố tình kêu nô tài tới đây để chịu đòn nhận tội với ngài hay sao? Là ta chịu đòn nhận tội với ngươi. Nô tài chỉ là một đầu bếp, chỉ biết nấu cơm thôi. Còn Tứ Bối Lạc là một hoàng tử cao quý. Thật ra nô tài không cần chịu đòn nhận tội đã may mắn lắm rồi. Ta thừa nhận là ta nhất thời kích động, nói chuyện không phân nặng nhẹ, xin đầu bếp cao. Không dám. Tứ Bối Lạc, ngài nói rất đúng. Nô tài là một người không giữ chữ tín, đồ cô độc, đồ độc ác, đố kỵ những người có tình trong thiên hạ, cho nên không muốn người ta kết duyên với nhau. Thật ra ngài mắng rất đúng đó. Ngươi nói vậy tức là không chấp nhận lời xin lỗi của ta? Không, nô tài cười rất vui, nô tài chấp nhận rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, nô tài xin phép trở về Ngự Trà Thiện Phòng. Sao vậy? Mũi của ngươi ngửi được mùi gì? Rất nhiều thứ. Ngỗng quay vị lạ, gà sốt chua ngọt, rượu cay, hấp cua, cật heo, hát sơn, bưởi hạt to, bào ngư, mành, thầu kho và súp diệt cá. Tuyệt vô cùng. Mũi thân của ngươi đúng là lợi hại. Ta biết là ngươi nhớ quê, cho nên đã cho ngươi chuẩn bị 8 món ăn lạ Dương Châu cho ngươi ăn nè. Đã lâu lắm không được ăn món ăn quê nhà rồi. Vậy thì ăn đi, đừng có sáo nghe. Sao tự nhiên tứ gia cho người nấu nhiều món ăn quê nhà thơm ngon như vậy đãi tôi vậy? Ý của nương bệnh rồi. Bệnh thì tìm đại phu. Bệnh cũ tái phát đó. Ưu tiên sinh nói là phải tìm được nấm bảy màu làm thuốc thì mới có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng mà vấn đề quan trọng là loại thuốc này nè, quanh năm mọc sâu ở dưới lòng đất, phải nhờ cái mũi thần của ngươi thì mới có thể tìm ra nó được. Thì ra chịu đòn nhận tội là giả, còn chuyện nhờ giả mới là thật. Chịu đòn nhận tội là thật, có chuyện nhờ giả cũng là thật. Vậy 8 món ăn lạ của Dương Châu này có phải là thật không? Giả, tất cả đều là giả hết đó. Ê tôi giả, để tôi thử xem là thật thì hay là giả. Thì là giả mà. Được rồi, để tôi. Giả thôi, để tôi mà. Sao rồi, có ngửi thấy không? Chắc sắp rồi. Tứ gia, sao ngài không kêu Phùng Ưng đi theo giúp đỡ chứ? Thái tử sức khỏe không tốt, ta đã kêu hắn âm thầm đem thuốc tới công nhân phủ cho thái tử rồi. Ngày xưa dưới một người trên vạn người, bây giờ ngay cả thuốc cũng phải âm thầm đưa tới mới uống. Đó, bị cảm rồi chứ gì? Ta đã kêu ngươi mặc thêm áo mà. Ngài yên tâm đi, cho dù tôi bị nhiễm phong hàn thì mũi thần của tôi cũng nhất định tìm ra nấm bảy màu. Ta chính là sợ ngươi bị cảm, mũi sẽ mất linh. Chúng ta đi cả ngày trời rồi, tìm hơn nửa ngọn núi mà vẫn chưa có manh mối gì.
Dùng người đừng nghi, nghi người đừng dùng. Ngài nhờ tôi, lại nghi tôi, khó xử lắm á. Không phải là ta nghi ngờ ngươi, là ta quan tâm ngươi thôi. Sợ ngươi bị bệnh mà. Nè, bỏ đi, không được đâu. Để ta dẫn ngươi xuống núi gặp đại phu. Hả? Không được. Muốn xuống, ngài tự xuống đi. Không được, muốn xuống thì cùng xuống, muốn tìm thì cùng tìm. Vậy đi, chúng ta chia nhau ra tìm. Ngài cứ ở đây lẩm bẩm khó mà tập trung tìm nắm bảy màu. Ngài tìm bên kia, tôi tìm bên này. Công tử, huynh còn đứng đó làm gì? Trời sắp mưa rồi á, lát nữa lỡ đất thì không xuống núi được đâu. Về nhà nhanh đi. Nhanh đi. Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo. Ê, tìm được rồi à? Sắp rồi, sắp rồi. Ở đây, để ta phụ cho. Đúng là nắm bảy màu rồi. Phải, có được nó, mẫu tuyết cô nương được cứu rồi. Ta tạ ngươi Thiên Bảo. Đừng khách sáo mà. Đi thôi, trời sắp mưa rồi kìa. Sao vậy Thiên Bảo? Đi thôi. Thế dạ, hình như tôi bị con gì cắn. Từ già, mà kệ tôi đi. Ô tiên sinh nói tôi vì thức ăn làm nô lệ, xem ra kiếp số khó tránh khỏi rồi. Ngươi đừng chết mà Thiên Bảo, ta hút độc khổ vậy, ngươi đừng có chết mà. Thiên Bảo đứng dậy đi, Thiên Bảo, Thiên Bảo. Đây, tôi chưa chết đâu, lừa được ngài rồi. Hey, xuống núi thôi, đứng dậy đi. Tư gia, tới, tới lượt ngài lừa tôi hả? Tư gia.